Hộp sọ của một kẻ săn mồi khổng lồ có niên đại 150 triệu năm vừa được khám phá tại Anh, với chiều dài gần 2 mét và thuộc về một loài Plesiosaur chưa từng biết. Plesiosaur là một nhóm bò sát thuộc bộ thằn lằn cổ rắn, dù vậy chúng không sở hữu cổ dài như những loài thằn lằn cổ rắn chuẩn mà có cổ ngắn, bù lại chúng có hàm to, dài và mạnh mẽ. Với kích thước to lớn thì chúng có thể giữ vai trò động vật săn mồi đầu bảng với khẩu phần ăn bao gồm nhiều nhóm động vật sống cùng thời như cá, cá mập, ngư long, thằn lằn cổ rắn khác và thậm chí là cả khủng long. Nổi tiếng nhất trong số các loài Plesiosaur có lẽ là Plesiosaurus funcae, còn được gọi với biệt danh Predator X. Theo BBC, chiếc hộp sọ mới được phát hiện được mô tả là một trong những mẫu vật hoàn chỉnh nhất thuộc loại của nó. Hầu như mọi chiếc răng của con quái vật này vẫn còn ở nguyên vị trí, với tổng cộng 130 chiếc. Từ hộp sọ thì các nhà khoa học ước tính rằng con Plesiosaur này khi còn sống có thể dài đến 12 mét, ngang ngửa một con T-Rex trưởng thành. Người ta đã nhìn thấy móng của chiếc hộp sọ nhô ra một vách đá dựng đứng cao 15 mét ở bờ biển Dorset, Anh. Vì ở vị trí rất khó, các nhà khoa học phải mất nhiều công sức mới đưa được chiếc hộp sọ ra. Tuy nhiên, họ tin rằng phần thân còn lại của con Plesiosaur này vẫn còn nằm ở bên trong. Có phải chúng ta mau già vì khủng long? Nếu bạn cảm thấy mình mau già thì nguyên nhân không phải là vì cuộc sống của bạn, vì công việc của bạn, vì cái ví lép kẹp hay vì crush của bạn, mà rất có thể là vì những con khủng long phi điều đã tuyệt chủng 66 triệu năm trước như Tyrannosaurus Rex. Tại sao ư? Đó là bởi trong kỷ nguyên khủng long thống trị thì với áp lực đến từ khủng long, các loài động vật có vú trong đó có tổ tiên của chúng ta đã bị đẩy xuống gần đáy của chuỗi thức ăn. Để giữ gìn loài giống thì động vật có vú cổ đại đã tiến hóa để có thể trưởng thành về mặt sinh dục và sinh sản với tốc độ nhanh nhất có thể, nhằm bù lại những số lượng đã trở thành thức ăn cho khủng long. Để càng nhiều thì cơ hội duy trì loài giống cũng càng cao. Chính vì thế mà các gen trường thọ và chống lão hóa không còn cần thiết, nên chúng bị loại bỏ dần dần qua quá trình tiến hóa. Đây là giả thuyết được gọi là nút thắt cổ chai tuổi thọ của giáo sư Juan Pedro de Manganes đến từ Đại học Birmingham. Hệ quả là ngày nay thì dù đã nâng cao chất lượng y tế để cải thiện tuổi thọ thì con người vẫn không tránh khỏi sự lão hóa rõ rệt khi về già so với nhiều loài bò sát hay lưỡng cư. Cách mà người ta làm phim khủng long vào năm 1940. Ai xem phim khủng long thì cũng biết công viên khủng long, thế giới khủng long rồi, nhưng đó là những bộ phim hiện đại, kỹ xảo đầy mình. Vậy còn vào những năm 1940 thì người ta làm phim khủng long như thế nào? Kỹ thuật đồ họa máy tính chưa có, nhưng kỹ xảo khác thì tương đối đắt đỏ. Như đoàn làm phim 1 million BC, tạm dịch là 1 triệu năm trước công nguyên, đã có những phương pháp cực kỳ sáng tạo để làm ra một bộ phim khủng long gây ấn tượng với người xem. Đó là sử dụng những con vật thật và gắn thêm một vài phụ kiện lên người chúng để chúng trông giống khủng long. Và như vậy chúng ta có một con cá sấu gắn buồm giả trên lưng bằng keo để biến thành một con Dimetrodon, một con tato gắn sừng để biến thành Glyptodont. Ngoài ra còn có một con kỳ đà và một con thằn lằn tegu Argentina đóng vai những con khủng long không rõ tên. Tất nhiên Dimetrodon không phải khủng long nhưng vào thời đó thì người ta cũng không quan tâm lắm. Điều thú vị là những diễn viên bất đắc dĩ này diễn rất nhập tâm, thậm chí anh bạn cá sấu còn đem cả ngón đòn gia truyền cú xoay tử thần vào để quyết đấu với anh bạn thằn lằn nữa. Tuy nhiên điều này đã khiến anh bạn thằn lằn bị thương nặng và dẫn đến nhiều lệnh cấm đối với việc sử dụng động vật trong phim ảnh sau này. Loài khủng long lớn nhất lịch sử có thể chỉ là lỗi đánh máy. Vào năm 1878, nhà cổ sinh vật học người Mỹ Edward Grinker Cope tuyên bố ông đã tìm thấy hóa thạch của loài khủng long lớn nhất, một phần hóa thạch không nguyên vẹn của đốt sống có chiều cao 1,5 m, và nếu còn nguyên vẹn thì cái đốt sống này phải cao đến 3 m. Sử dụng tỷ lệ giữa đốt sống và chiều dài cơ thể của Diplodocus, tính ra con khủng long từng là chủ nhân của cái đốt sống này phải dài đến hơn 60 m, tức gấp đôi chiều dài của cá voi xanh ngày nay. Nó được Cope đặt danh pháp là Amphicillus fragilimus. Điều kỳ lạ là ngoài trừ một hình vẽ một phía của hóa thạch thì Cope hầu như không công bố gì thêm về nó và cũng không đề cập đến nó trong các công trình của ông về sau cho đến khi mất vào năm 1897. Khi tìm kiếm trong bộ sưu tập của Cope thì các đồng nghiệp cũng không tìm thấy mẫu vật nào giống như vậy và cho rằng có thể nó đã bị thất lạc hoặc bị hủy hoại. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu gần đây đặt giả thuyết rằng thực chất Cope đã mắc sai sót khi đánh máy số liệu và phóng đại kích thước thực tế của hóa thạch. Bởi dựa trên những hóa thạch cùng hệ tầng, khả năng tồn tại một con khủng long có kích thước hơn 60 m như vậy gần như là bất khả thi. Cope không dám thừa nhận vì sợ sẽ bị cộng đồng khoa học chỉ trích một lần nữa và chấp nhận để Amphicillus fragilimus chìm vào quên lãng. Bạn có biết tên Hán Việt của khủng long? Nếu các bạn đã chán những danh pháp khủng long tiếng Anh vì khó đọc và rối mắt, tại sao không tự tìm hiểu những cái tên Hán Việt của khủng long? Người Trung Quốc không theo ngữ hệ Latin và do đó danh pháp khủng long bằng tiếng Latin là một thách thức đối với họ. Để phổ cập khủng long cho đại chúng thì các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc đã dịch các danh pháp Latin sang tiếng Trung và hầu như mọi từ tiếng Trung này đều có âm Hán Việt nên bạn cũng có thể đọc tên khủng long theo Hán Việt. Có hai trường hợp là dịch nghĩa và phiên âm. Dịch nghĩa là những cái tên như Tyrannosaurus tức thằn lằn bạo chúa thì Hán Việt sẽ là bạo long, hay Brachiosaurus nghĩa đen là thằn lằn cánh tay thì Hán Việt sẽ là uyển long.
Phiên âm là những danh pháp khủng long được đặt theo tên người, chẳng hạn như Abelisaurus, tức thằn lằn của Aben, Hán Việt sẽ là A búi lực long. Tuy nhiên, fan của Spinosaurus sẽ không thích vụ Hán Việt này, bởi Spinosaurus nghĩa là thằn lằn gai, và dịch sang Hán Việt sẽ là cức long. Cức ở đây nghĩa là cây gai, đọc nghe giống một từ nhạy cảm nào đó trong tiếng Việt. Chính vì thế mà sách vở tiếng Việt khi không dùng Spinosaurus thì sẽ dùng từ đại long xương gai, chỉ thấy ai dùng cức long cả.